Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 6, chương trình có một số thông tin đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc để thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10. Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. Hiệu quả đồng vốn chính sách với bà con cư tu nghèo. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc để thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các nội dung lớn được xem xét để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này gồm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo báo cáo tại cuộc họp, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 6 tháng đầu năm tăng 12,8%, tăng gần 3,1% so với cùng kỳ năm 2019 trước dịch. Cao thứ tư của cả nước, đứng vị trí thứ hai trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung, là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có tiến triển khởi sắc. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú, du lịch lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 2,3 triệu lượt khách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2022 là gần 20.000 tỷ đồng, đạt 84% dự toán. Trong đó, thu nội địa 14.838 tỷ đồng, đạt 78% dự toán năm và tăng 42% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng triển khai. Các dự án trọng điểm động lực được tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo y tế được quan tâm đúng mức. Việc thanh tra giải quyết đơn thư được tập trung chỉ đạo giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng kết quả phát triển vượt trội trong 6 tháng qua là thành quả của cả một quá trình. Do vậy, cần phải tiếp tục phát huy, đồng thời hoạch định phân tích dự báo để thực hiện hoàn thành và vượt các mục tiêu đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng nhấn mạnh về vấn đề biên chế công chức phải cắt giảm đúng lộ trình. Biên chế viên chức sự nghiệp vẫn phải cắt giảm, trong đó đặc biệt chú ý ưu tiên biên chế cho y tế, giáo dục. Về kế hoạch đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính rà soát lại việc cân đối nguồn, báo cáo sớm Ban Cán sự Ủy ban để xem xét, quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã yêu cầu các ngành liên quan tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp để hoàn thiện các nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp đến. Việt Nam là quốc gia xếp thứ 6 toàn cầu về chịu nhiều rủi ro về thiên tai và biến đổi khí hậu. Ba nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Quảng Nam là một trong 4 tỉnh duyên hải miền Trung được Trung ương Hội người cao tuổi chọn triển khai dự án đưa người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do tổ chức phi chính phủ FI International tại Việt Nam tài trợ. Sáng nay, Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức sơ kết giai đoạn 1 dự án. Dự án đưa người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, viết tắt là dự án VIE075, được triển khai giai đoạn 1 từ năm 2019 đến năm 2022 tại 8 xã phường thị trấn thuộc 4 địa phương gồm Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình và Nông Sơn. Thiết thực góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đối tượng người cao tuổi, Hội người cao tuổi các xã thụ hưởng dự án đã chủ động xây dựng kế hoạch cùng với đội ngũ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật. Còn có sáng kiến đưa chi hội trưởng thôn, tổ dân phố, khối phố vào tham gia dự án để có kế hoạch phối hợp với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, hội chữ thập đỏ, chủ động phòng tránh thiên tai trong các đối tượng người cao tuổi tại thôn, khối phố thuộc địa phương. Nhờ vậy, những lần xảy ra thiên tai, bão lũ, 8 địa phương nằm trong dự án không có thiệt hại đáng kể về người và tài sản trong các đối tượng người cao tuổi. Nổi bật là xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, hai phường Cẩm Phô, Thanh Hà của thành phố Hội An, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình và xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn.
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 202.000 người cao tuổi, chiếm trên 13% dân số của tỉnh. Ngoài 8 xã phường thị trấn nằm trong chương trình dự án giai đoạn 1, trong 2 năm 2022 đến 2023, dự án sẽ mở rộng thêm 20 xã phường thị trấn, chủ yếu ở các địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai. Đến năm 2026, mở rộng thêm 30 xã phường thị trấn. Với mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất một xã phường thị trấn tham gia dự án. Sáng nay, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước, trú thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành về bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, dự án vạch hành lang an toàn đường sắt Bắc Nam và hành lang trước khu công nghiệp cơ khí ô tô Châu Lai Trường Hải. Tại buổi đối thoại, đại diện gia đình bà Võ Thị Phước là ông Võ Văn Tuấn cho rằng việc Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành bồi thường hỗ trợ nhà ở và kiến trúc cho nhà thờ tộc Lê và tộc Võ với số tiền hơn 278 triệu đồng là chưa đúng quy định và đề nghị bố trí một lô tái định cư để xây dựng lại nhà thờ của tộc. Trên cơ sở làm việc xác minh của Thanh tra tỉnh Quảng Nam nhận thấy, việc Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành áp giá bồi thường, hỗ trợ nhà thờ tộc Lê và tộc Võ do bà Võ Thị Phước đại diện là đúng quy định tại khoản 7 điều 13, quyết định 43/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành giao một lô đất tại khu tái định cư cho nhà thờ tộc Lê và tộc Võ và thu tiền 100% tiền sử dụng đất theo giá tái định cư. Không công nhận đối với nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Phước về đề nghị xem xét lại đơn giá bồi thường hỗ trợ cho nhà thờ. Nếu gia đình bà Võ Thị Phước không thống nhất nội dung buổi đối thoại thì có quyền khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo nguyện vọng của gia đình. Cũng trong sáng nay, Thanh tra tỉnh đối thoại với ông Trần Phượng ở thôn 2 xã Trà Mai, Nam Trà My liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ đất đối với thửa đất tại thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh để giải phóng mặt bằng xây dựng quốc lộ 40B. Đại diện công dân Trần Phượng là bà Trần Thị Bích Thuận khiếu nại quyết định số 5924 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh được điều chỉnh tại quyết định số 7017 về thu hồi đất với diện tích 402m2, đề nghị đo đạc xác định lại diện tích đất thực tế bị thu hồi và bồi thường theo loại đất ở. Khiếu nại nội dung quyết định số 6148 và 7049 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh, khiếu nại đề nghị thu hồi và bồi thường 181,5m2 đất thực hiện cưỡng chế thu hồi theo loại đất ở. Khiếu nại việc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh thu hồi bồi thường 40m2 đất cho hộ ông Nguyễn Thanh Hải, chủ sử dụng đất liền kề là không đúng vì diện tích này là của hộ ông Trần Phượng. Vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh thụ lý và giải quyết lần đầu tại quyết định số 1206 ngày 18 tháng 4 năm 2022, không công nhận các nội dung khiếu nại của công dân. Sau khi nghe báo cáo của đoàn xác minh, đại diện các ban ngành tham gia đối thoại, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Trần Phượng và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh tiếp tục tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Sáng nay tại huyện Nam Giang, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam và các ngành liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, thông tin, tuyên truyền, chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc cho gần 90 người là trưởng thôn, người uy tín trên địa bàn huyện Nam Giang. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề khái quát về các dân tộc Việt Nam, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc, kiến thức về thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc. Thông qua các lớp tập huấn, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn huyện Nam Giang được bồi dưỡng cập nhật, trang bị một số kiến thức mới, giúp nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt tuyên dương các em học sinh là con công nhân lao động vượt khó học giỏi năm học 2021-2022. Gặp mặt tuyên dương khen thưởng các em học sinh là con công nhân lao động có thành tích cao trong học tập là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên khơi dậy lòng hiếu học, biết vượt qua những khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho con công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tuyên dương, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 79 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.
Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tối qua, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội thi Gia đình Tài năng thành phố Hội An năm 2022. 11 gia đình đến từ 11 trên 13 xã phường, mỗi gia đình có từ 4 đến 6 thành viên, gồm ông bà, bố mẹ và con, tham gia hai phần thi, chào hỏi và năng khiếu. Với hình thức thể hiện phù hợp, các gia đình đã tự giới thiệu về các thành viên trong gia đình, những thành tích trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn gia đình hạnh phúc. Thông qua các thể loại, hát múa, hoạt cảnh, tiểu phẩm, từng gia đình thể hiện năng khiếu của mình, với nội dung nêu cao các giá trị nhân văn, văn hóa của gia đình Việt Nam. Giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và kỹ năng ứng xử trong gia đình gắn với bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các nội dung liên quan đến 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2022, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ Mẹ đỡ đầu với chủ đề Chúng ta là một gia đình. Qua một năm phát động, đến nay trên địa bàn huyện đã có 30 tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu cho 30 cháu là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều đơn vị đã vận động được nhiều tổ chức cá nhân tham gia hưởng ứng, nhận đỡ đầu, như đơn vị Tam Dân đã vận động nhận 11 cháu, Tam Lãnh 3 cháu, Tam Phước 3 cháu. Mỗi trẻ có một điều kiện hoàn cảnh khác nhau nhưng đã được các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ bằng mọi hình thức, qua đó đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ bù đắp tình cảm cho các con. Điển hình như chị Nguyễn Thị Hồng Hải ở xã Tam Lộc đảm nhận việc đưa đón các em đến trường hàng ngày và nhận đỡ đầu cho một cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Mẹ đỡ đầu đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở phát động, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn toàn huyện. Bằng tình yêu thương, sự thông cảm, sẻ chia, các mẹ đã đem đến cho các cháu một vòng tay nhân ái, là người mẹ thứ hai của các cháu, tạo điều kiện cho các cháu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, để các cháu vươn lên vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo của cuộc sống. Sáng nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra với sự tham dự của 78 đại biểu thuộc 10 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư lệnh Vùng đã có sự phát triển cơ bản toàn diện, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan và đông đảo đội ngũ cán bộ đảng viên về công tác thanh niên. Ban chấp hành các tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố kiện toàn, đội ngũ đoàn viên thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu vươn lên, giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng đặt ra phương hướng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm chủ trương về công tác thanh niên, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết chương trình hành động đại hội đoàn các cấp. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 khát vọng bản lĩnh tiên phong sáng tạo quyết thắng, thực hiện 3 khâu đột phá bao gồm nâng cao năng lực trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn, xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn, chủ động sáng tạo, xây dựng các chương trình mô hình hoạt động phù hợp thiết thực, thực hiện hiệu quả và nhân rộng mô hình Ngày Kỹ thuật Thanh niên Tự quản, tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại địa phương nơi đóng quân. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Vùng nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ 4. Sáng nay tại huyện Tiên Phước, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động thực hiện đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tiêu Tiên Phước. Tiêu Tiên Phước là một trong những sản phẩm đặc trưng của địa phương, có hương vị cay nồng, thơm ngon, được nhiều người biết đến. Sản phẩm hạt tiêu Tiên Phước đã và đang mang lại thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Năm 2020, Tiên Phước có khoảng 300 hectare cây tiêu, trong đó có hơn 50 hectare đang cho thu hoạch. Sản lượng hàng năm đạt 80-100 tấn, thu về hơn 50 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2025, huyện sẽ mở rộng diện tích trồng tiêu lên 800 hectare. Để bảo vệ danh tiếng, thương hiệu cây tiêu Tiên Phước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người sản xuất và tiêu dùng, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt hàng nhiệm vụ, đăng ký, bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tiêu Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam,
trong chương trình phát triển tài sản trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt cho phép triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2025. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao là đơn vị chủ trì nhiệm vụ này. Thời gian thực hiện nhiệm vụ trong 30 tháng, kể từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, đã qua rồi cái thời mà người dân vay vốn về cất trên giàn bếp và đến kỳ đem trả lại cho ngân hàng chính sách xã hội. Giờ đây thông qua nhiều hình thức tuyên truyền vận động, bà con dân tộc thiểu số vùng cao Quảng Nam đã mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo bền vững. Cán bộ ngân hàng chính sách đến từng làng để giúp bà con định hình cách thức làm ăn, vay vốn. Còn người dân thì siêng năng, cần cù, biết chọn hướng đi cho mình để sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Chăn nuôi lợn đang địa phương, cung cấp lợn giống cho bà con cơ tu trong vùng, rồi nuôi gà thả vườn với hàng nghìn con gà thịt, gà giống các loại. Đó được coi là nguồn thu nhập ngắn nhưng ổn định của vợ chồng anh A Lan Nho. Năm 2017, vợ chồng anh vay 18 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Giang, rồi năm 2020 vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Giờ gia đình anh đã thoát khỏi hộ nghèo và vươn lên làm giàu. 2021 vừa rồi tuy bão lũ cũng ảnh hưởng rất nặng nề, nhưng mà vẫn có ít, cũng hơn 220. Còn năm 2022 này, nói chung có đầu ra đều đều về gà giống, cá thịt, heo giống là chủ yếu của gia đình sản xuất. Không chỉ anh Nho mà hàng ngàn bà con vùng cao Quảng Nam đều đã mạnh dạn tiếp cận đồng vốn vay để đầu tư chăn nuôi trồng trọt. Thông qua các hội đoàn thể như nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh và các tổ tiết kiệm vay vốn, giờ đây hàng trăm tỷ đồng từ vốn ngân hàng chính sách xã hội đã nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, bền vững và làm giàu. Đặc biệt giai đoạn 2021-2025, khi mà Trung ương tiếp tục triển khai chính sách đặc biệt cho vùng dân tộc thiểu số, thì nguồn vốn của ngân hàng chính sách lại được bà con đón nhận và sử dụng có hiệu quả. Tuyên truyền nói chung là sử dụng vốn phải đúng mục đích để chi phí theo yêu cầu mình thích, là ví dụ chăn nuôi thì mình mua chăn nuôi, nên mình thích trồng rừng thì trồng rừng để đảm bảo phục vụ cho gia đình của mình. Hàng năm đều có tập huấn cho các tổ tiết kiệm vay vốn, các đồng chí trưởng thôn và cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo. Qua đó là đồng vốn được phát huy riêng chương trình cho vay giải quyết việc làm và chương trình cho vay hộ nghèo thương quyết 88 là được ưu tiên khu vực đồng bào dân tộc thiểu số để được phát huy được đồng vốn được tốt hơn. Đã qua rồi các thời đồng vốn vay của nhà nước được cất trên giàn bếp, mà giờ đây hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số mạnh dạn đầu tư nuôi con heo, con gà, trồng dược liệu dưới tán rừng. Chính sự tự tin sử dụng đồng vốn ngân hàng chính sách đã giúp các huyện miền núi hạ nhanh tỷ lệ hộ nghèo và thay đổi dần diện mạo vùng cao biên giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.